iOS 14 mới tuột pin nhanh như người yêu cũ trở mặt luôn. Làm sao để tiết kiệm hơn đây ta? Đừng lo, đã có Trà đây rồi. Hôm nay á, Trà sẽ chỉ cho các bạn một số mẹo để chúng ta có thể tiết kiệm pin tối đa nhất trên hệ điều hành là iOS 14 nè. Nhưng mà không chỉ là về phiên bản này đâu, mà những phiên bản khác chúng ta cũng có thể áp dụng và làm theo ha. Let's go. Và đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là bật chế độ tiết kiệm pin. Và đương nhiên thì chế độ này chúng ta cần phải bật đầu tiên luôn rồi. Và cách kích hoạt nó cũng khá là nhằn chút xíu, nhưng mà không sao đâu, Trà sẽ chỉ cho các bạn nha. Về bước 1 là chúng ta sẽ khởi động ứng dụng phím tắt trên iPhone nè. Nếu như chưa có thì bạn có thể lên App Store để tải về nha. Bước 2 thì chọn mục tự động hóa nè, tạo mục tự động hóa cá nhân. Và bước 3 thì trong phần tự động hóa mới này chúng ta chọn mức pin và kéo thanh trượt để chọn mức pin, bật chế độ tiết kiệm pin tự động lên ha. Tiếp theo là trong phần tác vụ nè, chúng ta chọn thêm tác vụ và đặt chế độ nguồn điện thấp. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần là gạt nút tắt tính năng hỏi trước khi chạy thôi. Và bước sau cùng á, chúng ta chọn phần là không hỏi để iPhone có thể tự động phản ứng khi mà mức pin xuống thấp và bạn không cần phải làm gì cả. Và cái thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đó là giảm độ sáng màn hình. Chúng ta cần làm giảm độ sáng màn hình xuống ở mức là tối đa nhất có thể. Tại vì khi mà chúng ta thực hiện các thao tác như là check tin nhắn nè, rồi check thông báo nè, thì màn hình chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian để mà nó có thể là tắt đi. Cho nên là chúng ta hãy chỉnh lại cái phần là thời gian để sáng màn hình là trong khoảng là 15 đến 30 giây là hợp lý nhất. Các bạn lưu ý là đừng có để quá lâu, hoặc là kiểu như là để lâu quá thì cái thời gian sáng của nó lâu á, cho nên là nó sẽ tiêu hao pin chúng ta khá nhiều. Và cái thứ ba đó là chúng ta tắt các kết nối chúng ta không dùng đến. Cái này á, mình thấy có nhiều bạn không có để ý nè, và Trà cũng như vậy luôn. Bình thường thì cũng không có lưu tâm tới cái vấn đề này, tại vì khi mà chúng ta đi lên văn phòng làm việc á, hoặc là đi lên trường thì chúng ta sẽ ưu tiên dùng internet bằng laptop nè. Vậy nên đó là chúng ta nên lưu ý để tắt các cái 3G này cũng như 4G này, hoặc là lưu ý tắt luôn cả AirDrop nha các bạn, để nó có thể tiết kiệm pin nhất có thể cho mình ha. Camera hoặc là đèn flash á, là chính là hai cái yếu tố mà sử dụng pin của chúng ta cũng khá nhiều. Cho nên đó là nếu như mà các bạn giống như mà mình muốn chụp hình á, thì mình xác định cái chủ thể và cái cảnh mình muốn chụp, xong mình đưa máy lên và mình canh chút xíu thôi rồi mình chụp luôn. Chứ đừng có để kiểu là bật camera lên xong rồi soi tới kiểu hơi bị lâu á, cho nên là cái đó cũng là một cái á, là tiêu hao pin của chúng ta nữa. Và cái tiếp theo đó chính là tắt rung hoặc là tắt âm thanh. Nếu bạn để chế độ chuông điện thoại thì hãy tắt chế độ rung và ngược lại. Chế độ rung sẽ chạy một motor trong điện thoại để cho điện thoại có thể rung lên, và nó ngốn khá là nhiều pin của chúng ta mỗi lần hoạt động luôn á. Và cái cuối cùng đó là chúng ta tắt thông báo ứng dụng không cần thiết. Khi mà điện thoại các bạn cài một số ứng dụng thì nó sẽ có tính năng là thông báo mỗi ngày cho chúng ta. Và như vậy á, thì khi mà thông báo tới á, thì điện thoại chúng ta sẽ phải tốn thời gian để sáng màn hình nè, rồi rung nè, rồi cũng như là âm thông báo nè. Như vậy nó sẽ kiểu là tiêu hao nhiều pin của chúng ta hơn. Cho nên là mình tắt bớt những cái thông báo ứng dụng mà không cần thiết để tránh làm phiền chúng ta và có thể tiết kiệm pin luôn ha. Như vậy là xong tất cả những cách mà Trà đã chỉ cho các bạn về việc là tiết kiệm pin tối đa nhất cho iPhone ha. Các bạn có thể thực hiện theo này hoặc là lưu ý lại để chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ pin cho chiếc điện thoại của chúng ta hơn. Tới đây rồi, nếu như các bạn cảm thấy thích thì cho Trà một like, share cũng như là theo dõi kênh Minh Tuấn Mobile nha. Bye bye!